Anh... lâu lắm mới gặp lại chị anh vẫn khỏe chứ dạ tôi khỏe càng lâu gặp lại chị càng thấy chị đẹp hơn lần gặp trước đó anh mà cứ nói mãi như thế tôi tưởng thật đó không tôi nói thật mà có phải vậy không cậu vũ cô thủy dạ. cô du tôi nói có đúng không à... <laughs> em không biết lần sau đẹp hơn lần trước là có đúng không vì đây là lần đầu em gặp chị nhưng mà anh kiệt nói với em chị rất là đẹp em thấy đúng ờ à, xin giới thiệu đây là liên vợ tôi còn đây là Du, trợ lý đối ngoại mới của công ty. Em chào chị. Chào cô. Nghe Dũng á, nó khen cô nhiều lắm. Anh Dũng nói sao chứ, em cũng có gì đặc biệt đâu mà khen. Đúng không anh Kiệt? Nhưng mà Kha á, nó cũng nói rất nhiều về em nữa. À, vậy hả chị? Ừ. Hai người trước đây chắc là thân với nhau lắm phải không? À, không có đâu chị em với anh kha cũng chỉ là bạn bình thường thôi à với lại cũng ít gặp nhau vì không cùng môi trường làm việc cho nên là nghe chị nói anh kha nhắc nhiều về em em cũng hơi bất ngờ đó à tôi hiểu rồi à, thôi mình vào trong đi anh chị mời anh chị à. đi anh vô em mình vô đi anh <laughs> chào anh thôi mình vào trong à dạ Tôi về sớm. Cậu cho xe đến trước cổng rước tôi đi. Dạ. Em ngồi đi. Chờ cậu trường lại rước. Em mệt hả? Không. Anh thấy em có vẻ xanh xao quá. Tôi không sao đâu. Em có nhiều lo nghĩ à? Lo thì chưa đến mức lo nhưng mà tôi có nghĩ ngợi em nghĩ chuyện gì chuyện đời vớ vẩn á mà tôi không đáng để cho em chia sẻ những suy nghĩ của mình phải không tôi đang nghĩ cuộc đời cuối cùng cũng chẳng có gì là vĩnh cửu em ví dụ coi tuổi trẻ đam mê mơ mộng kể cả tình yêu ước hẹn thề nguyện sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đó vậy có lẽ cái ngày mà tôi phải trả giá cho sự cố chấp của mình sắp đến rồi tôi không hiểu ý em rồi đến lúc ông sẽ hiểu và người bắt tôi trả giá có lẽ chính là ông đó em đang nói dớ dẫn cái gì vậy phải tôi thì toàn là nói với chuyện dớ dẫn thôi dạ thưa cô chú xe con đậu ở ngoài trước mà cô chú ra ờ à.